miếu bà chúa sứ Bầu Mớp, quần thể danh lam thắng cảnh gắn liền với Phật thầy Tây An. Ngôi miếu do Phật thầy Tây An và các tín đồ dựng lên giữa thế kỷ 19. Gọi là Bầu Mớp vì phía trước ngôi miếu có một bầu lớn chứa nước ngọt thiên nhiên. Nhiều người cho rằng vì mặt bầu có nhiều dây mướp rừng chằng chịt nên gọi là Bầu Mớp. Ngôi chính điện thờ Thánh Mẫu Tiên Nương. Thánh Mẫu này mà được người dân quen gọi là Bà Chúa Sứ Bầu Mớp là một nữ thần có quyền năng cai quản xứ sở theo tục thờ cúng của người Nam Bộ. Năm 2018 đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình kết hợp tượng Phật Di Lặc và nhà trưng bày nông cụ truyền thống, tạo ra một quần thể thắng cảnh xứng tầm với khu di tích di lịch và danh lam thắng cảnh của miễu bà chúa sứ Bầu Mớp. Ngoài ra còn có nhà bia liệt sĩ, miễu bà chúa sứ Bầu Mớp còn là nơi căn cứ bám trụ hoạt động.